Nào, bây giờ đếm hình chữ nhật này, dạng số 2. Đếm hình chữ nhật. Thì nhớ cho thầy này. Alo mẹ Nhật Minh có thời gian Vâng ngồi ạ. ngồi cạnh đấy xong rồi học cùng với con nhé. Đây Xong. em đang ngồi cạnh rồi. Vâng. Ở trong hình chữ nhật như này thì đó là một hình chữ nhật, thầy tạm gọi nó là một hình chữ nhật trọn vẹn. Tức là nó không bị méo mó cái chỗ nào. Méo mó là hiểu như nào? Tức là cái hình mà nó lồi hoặc nó lõm ra như này. Nó thêm này nữa. Hiểu không? Thì đấy là cái hình mà nó lúc đấy thì mình đếm thêm thôi. Còn bình thường như thế này thì đây đánh số 1 này. Từ đây đây là 1 này, giống như đoạn thẳng. Nhá. Nên kết nối với nhau các kiến thức đấy. Từ đây đây là 1 này, từ đây đánh số 2. Đây số 3. Được chưa? Bây giờ để ý về đây xong đã xong rồi ghi sau. Lấy theo dõi đã, 1 cộng 2 cộng 3 thì bằng 6 đúng không? Rồi, đánh đây số 1 này, đây số 2 này. Thì cộng lại cái này bằng 3 này. Hiểu chưa? Anh Rồi, chưa ơi. chưa 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 ghi đâu. Bây giờ lấy 6 này này nhân với 3 thì bằng là Này nhân với cái này. Thế 18 nó hình chữ nhật. ok. Con hiểu chưa? Đừng như Rồi, thế. bây giờ bắt đầu ghi ghi vào trong phiếu luôn, ghi như thầy hướng dẫn luôn. Rồi ghi vào phiếu. Đấy. Lần sau gặp những hình chữ nhật cứ đếm như thế này. Không bao giờ bị sai. Yên tâm đi, thầy đã dạy đẳng cấp quốc tế rồi, không bị sai đâu. Ok chưa? Rồi.